Mức nhập khẩu khí LNG đến khu vực Tây Bắc châu Âu hiện đã đạt mức cao kỷ lục trong năm nay. Hoa Sen Home, sản phẩm được bảo chứng chất lượng bởi tập đoàn Hoa Sen. Tuy nhiên, bất kỳ lô hàng LNG vận chuyển bằng đường biển nào đều có giá cao hơn nhiều so với khí đốt qua đường ống từ Nga, đe dọa nền kinh tế châu Âu vốn đang vật lộn với tình trạng lạm phát. Để làm đầy kho dự trữ khí đốt của châu Âu trước mùa đông tới sẽ tiêu tốn ít nhất gần 76,5 tỷ đô la theo thời giá hiện tại, gấp gần 6 lần con số chi ra hàng năm theo Viện Nghiên cứu Bruegel. Bên cạnh đó, Qatar, một trong những nhà sản xuất LNG hàng đầu thế giới cho biết không có quốc gia nào có thể thay thế nguồn cung cấp của Nga cho châu Âu, bởi hầu hết lượng khí đốt giao dịch đều gắn với các hợp đồng cung cấp dài hạn. Qatar đang khai thác hết công suất và không thể nào đào đâu ra vài triệu tấn khí đốt để vận chuyển tới châu Âu, mà chỉ có thể tìm cách chuyển nguồn cung từ các thị trường khác sang. Tuy nhiên, phần lớn khí đốt của Qatar đang cung cấp cho châu Á, nơi áp lực cũng rất lớn. Còn tại Mỹ, nơi muốn thúc đẩy xuất khẩu LNG sang châu Âu cũng gặp trục trặc, khi một số quan chức trong Nhà Trắng cho rằng làm như vậy sẽ cản trở nỗ lực hạn chế tiêu thụ và sản xuất nhiên liệu hóa thạch, cũng như đối phó với biến đổi khí hậu của chính phủ. Ở phía nhập khẩu là châu Âu cũng phải đối mặt với vấn đề phát sinh. Phần lớn các cơ sở chuyển đổi LNG thành khí đốt đều nằm ở Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Nhưng hệ thống ống dẫn tới Đức và sườn đông của châu Âu lại chưa hoàn thiện. Nói một cách đơn giản về phía nguồn cung, chúng ta đang thiếu rất nhiều lựa chọn thay thế. Để có được nguồn cung cấp khí đốt mới trên toàn cầu, phải xây dựng các thiết bị đầu cuối LNG mới, mất khoảng 3 đến 4 năm. Vì vậy, chúng tôi thực sự bị hạn chế về nguồn cung cấp khí đốt toàn cầu. Tuy nhiên, ngay cả khi ở công suất tối đa là 145 triệu tấn, thì nhập khẩu LNG sẽ chỉ bao phủ một nửa lượng khí đốt từ đường ống của Nga. Chưa kể căng thẳng ở Ukraine đã khiến giá LNG giao ngay tăng vọt, và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục.